Thánh Jupiter đến Chapter 1112 thì là người tạo ra những miếng đánh hài nhất trong số 5 vị chữ lão, thật không thể nào tin nổi. Chào mừng anh em đang quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Anh em lưu ý là tuần sau chuyện vẫn có nên nhớ theo dõi thường xuyên an. Cái nội dung cốt lõi chapter mới nhất được mình cung cấp trước đó rồi. Cấp độ sức mạnh của người Latin thật sự quá lớn so với các thành phần hải tặc trên đảo tương lai. Nhưng khi ra trận vẫn nhìn thấy được những vị trưởng lão gặp rắc rối to, điển hình như Thánh Jupiter, người trước đó bị hai thiên trưởng người khổng lồ chặt làm ba khúc và giờ thì bị Luffy tặng cho một món ăn hạnh ngập mồm. Thật sự phải nói là cả năm vị trưởng lão có một thứ năng lực gì đó cũng lố bịch không thua kém Luffy. Ví dụ như họ có khả năng cuộn chân của mình lại chạy như là Luffy trên không trung. Bên cạnh đó, vị trưởng lão ngầu nhất, ghê rợn nhất chính là Thánh Venus. Ông ta đã cho thấy được chính mình là một vị trưởng lão không bao giờ tấu hài, mỗi nhát chém tung ra mang độ chính xác cực cao. Vậy thì nội dung chapter 1112 này có những chi tiết thế nào? Anh em hãy cùng mình pha nhẹ một cái ly cà phê rồi ngồi xuống và theo dõi video nha. Full chat cùng với các lời thoại của nhân vật. Tiêu đề chapter 1112, HSB được dịch ra là góc cạnh cứng ở trong chim tinh học, mà HSB đã đại diện cho thành phần trong cuộc sống và tính cách mà bạn sẽ gặp khó khăn nhất. Tiêu đề dường như được đặt theo cách cho chữ, mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn và gửi đến cho anh em sau. Mở đầu chat thì chúng ta nhìn thấy được một khung cảnh từ xa của đảo tương lai, nơi có rất nhiều công trình bị hủy hoại và kèm theo đó là lửa khói bốc lên ngút trời. Nhịp tim của Luffy tạo thành tiếng trống ngon vàng lên vui tai. Âm thanh lã hốt hoảng không bao giờ là thiếu trong cảnh tượng này. Tàu của hải quân giờ đây không gặp thêm những mối đe dọa nào khác nữa từ Pacifista. Họ hét lên: chặn đứng các Pacifista mắc bạ rồi, tăng cường pháo kích, không được để băng tứ hoàng mũ rơm trốn thoát, ngăn cả bên đi lại. Ở phía bờ biển, chúng ta nhìn thấy được một người máy mắc bạ với số hiệu 16 đang nằm trên mặt đất. Cơ thể của nó phát ra một luồng hơi lạnh âm tì. Người vừa ra đòn chính là Thánh Venus. Ông ta đút lại thanh kiếm vào trong vỏ, lao phía trước trong những like của mình. Cơ thể phần dưới của ông ta chỉ là một bộ xương ngựa không hề có da thịt. Lão ta lẩm bẩm: nó chỉ là một con nhóc 12 tuổi. Chào cho con bé con sức mạnh có thể tiêu diệt cả một quốc gia. Đúng là sự phản loạn điên rồ, Vegabun. Điều mà Thánh Venus ám chỉ chính là khả năng điều khiển các vũ khí nhân bản mà tiến sĩ Vegabun tạo ra. Nó bao gồm các Pacifista và kể cả Seraphim. Thực sự mà nói thì đây là lần đầu tiên chúng ta được xác nhận rằng các loại vũ khí này mang tầm cỡ hủy diệt quốc gia, cực kỳ mạnh, chứng minh cho lý do tại sao mà Thất Vũ Hải không còn cần thiết nữa. Nói xong, Thánh Venus phi ván ngựa của mình về phía trước. Còn lúc này những người khổng lồ như Cassie và Omo đã kêu gọi những người khác: mau trở lại thiên thôi nào, vậy gã máu chiến thật sự đã đổ bộ lên trên đảo rồi. Chúng ta luôn để ý thấy một cái điều rằng trên môi của những người khổng lồ thì đa phần thời gian của họ luôn cười, bất kể là trong một trận chiến đối đầu cái chết như hiện tại. Hỏa lực của Buttercorn vẫn liên tục nã vào trong đảo, khiến mọi thứ giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Sức mạnh của chiến tranh hết sức tàn khốc. Các hải quân nhắc nhở nhau: đừng để chúng ra khơi, đánh chìm con tàu từ Elbas tới bờ biển Đông Bắc nhanh. Gần ngay con tàu, nơi mà ba phó đô đốc chặn đường rút lui của nhóm Benny, đã xảy ra một cuộc chiến như chúng ta mong đợi, nhưng lại cực kỳ thất vọng vì các phó đô đốc quá tệ. Reckon cùng với Ranky đã trong một tư thế sẵn sàng cho vụ va chạm giao thông cực gắt. Hai người cùng đưa nắm đấm của mình lên và hô khẩu quyết. Ranky nói: cút ra nào, Tom! Reckon cũng đáp lại: đừng hòng chạy được, mí mày, Steve! Right! Đó là đòn tấn công với cú đấm kinh lực của Ranky, Tom Right. Anh ta gia tăng tốc độ cho cú đấm của mình trong thời khắc va chạm, tạo ra một lực đẩy kinh hồn hơn nhiều so với cánh tay hơi nước của Reckon. Chỉ nghe được vài tiếng ọc ọc ọc, rồi thì cú đấm phá hủy cánh tay cơ khí và kèm theo đó là tặng luôn một cú vào trong đầu của Reckon, khiến cho hắn ta bị biến dạng phần mặt, răng môi lẫn lộn chan hòa trong máu mũi. Quá dễ dàng cho Ranky, anh ta vẫn còn tiếp tục chiến đấu nữa sau đòn đó, và nó là minh chứng cho thấy được các phó đô đốc lần này dẫn đến hết, còn làm nền hơi bị nhiều, phải mang tầm cỡ như Gap thì may ra. Phía của Benny thì cô bé đã không còn rụt rè như trước nữa. Mấy ông khổng lồ ơi, nhờ mấy ông bảo vệ cho cha con giùm nhé. Tất nhiên rồi, ông ấy ôm lấy cơ ma trong tay. Còn Benny phóng ra khỏi đó để chuẩn bị lao đến đối mặt với phó đô đốc Bumsky, người găm vỏ sò quẹt qua quẹt lại cùng khẩu khí cực lớn. Chịu chết đi con nhãi Jeffrey Benny, ta sẽ không để vũ khí hải quân bọn ta rơi vào trong tay của ngươi đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng vừa dứt câu thì hắn ta đã sơ sẩy để cho Benny tiếp cận. Cô gái này đã biến đổi thành thiếu nữ, với bàn tay chạm vào trong mặt của hắn ta, bỏ qua cả khả năng phòng ngự từ Haki, biến Bumsky thành một đứa trẻ. Benny quát: đừng gọi ông ấy là vũ khí, cha của ta là một người hùng, đồ cầm chỉ đích na. Một cú đá chéo cái hén xuất thẳng vào trong lỗ tai của Bumsky, khiến cho hắn ta bị thương cực kỳ nặng trong hình dạng của một đứa trẻ. Còn tên Guillotine vừa gáy trước đó cũng đã phải hoảng hồn: kinh khủng quá, dừng tới đây. Thực ra thì hắn nhìn thấy Benny bạo hành một đứa trẻ như Bumsky sau khi bị tác động nên tức giận và cho hành vi đó là phi đạo đức. Nhưng có lẽ là đã quên mất rằng Benny cũng chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi. Đó là sự đảo nghịch, một đứa trẻ hóa thành người lớn để đáp trả một người lớn như Bumsky bị biến thành một thằng nhóc. Nếm trải cảm giác bị người lớn bắt nạt là thế nào? Là như thời đó. Còn phía tầng thí nghiệm, nên đặt một màn hình kết nối tín hiệu với lại nhịp tim của Stella. Vega bên hỏi: cậu không uống sao? Vega cà phê ấy nóng phỏng cả lưỡi luôn nè. Cho thấy được Vega bên khá là ung dung trong đoạn thu hình,
ông ấy không hề bận tâm đến việc mình sẽ công bố quan trọng thế nào. Peter Gore thông báo: sao chủ, còn lại 4 phút. Vegapunk nói: quê ha, nóng quá. Giờ chúng ta nhìn thấy được Thanh Ma trong bộ dạng quái điệu của hắn cùng với Zod đến nơi. Căn phòng đỏ đây rồi, Zod đáp. Nó quả thật được ghi lại ở đây, nhưng mà... Câu nói chưa kịp dứt, Thanh Ma đã tung ra một hơi thở năng lượng từ miệng của lão xuyên thủng vào căn phòng. Một luồng kinh lực cực mạnh, cấp độ chắc gấp mấy lần tia laser của Kizaru. Zod vội đưa tay lên ngăn cản. Ê, không, ông biện đừng có làm việc hấp tấp như vậy chứ. Tổn phép vẫn còn tiếp tục. Stella, chúng ta không có thời gian dư dả. Việc làm nóng cà phê bằng các thành phần nhiệt điện truyền qua. Phần này đã bị khung thổi khác che giấu, dường như là một tiết lộ gì đó khá là quan trọng. Oda chưa công bố sớm. Zod phàn nàn. Ấy chưa, đâu có giải quyết được cái gì đâu. Nếu như tôi là sao chủ, tôi nhất định sẽ đem dấu ốc truyền phát trực tiếp đến một cái nơi nào đó khác liền. Thánh Ma căng mặt lên với đôi mắt vô hồn. Vậy thì cứ xem phản tầng thí nghiệm là sẽ... Zod phản pháo. Vô ích. Tầng 2 tháp B là khu vực sản xuất vũ khí, còn tầng 1 là nhà máy năng lượng, mà tầng 3 tô xơi, tất cả các ống trụ khí ga áp suất đều đang được lắp đầy. Nếu như nó mà nổ, tầng thí nghiệm này sẽ nổ tung luôn. Và cả bên recon nữa, chúng sẽ theo đó mà bốc hơi. Anh Ma chỉ cái mồm hôi hám của lão lại gần. Vậy thì suy nghĩ đi, người hẳn sẽ có chung lối suy nghĩ như chúng. Dốt lấy từ đầu ra một khẩu đại bé cầm ở trên tay. Tất nhiên là ta sẽ ngăn nó lại, còn tiếp tục phạm sai lầm nối tiếp sai lầm thế này, thậm chí cũng khó lòng có thể đi theo đám của các người được. Thánh Ma đột ngột cảm nhận được một thứ gì đó bằng hai cây quan sát. Nếu ta đập cánh của mình thẳng lên trên phía trên, ta cảm nhận được giọng nói của một sinh vật ở đâu đó. Zod hỏi, là trong bên record à? Có lẽ đó chính là con option truyền tin này chăng? Option truyền tin lỗi này là phát minh mới, nó có hình tam giác như vậy nè. Zod đưa tay lên tạo ký hiệu, chỉ ta lối vào, màu. Thánh Ma chu lên, bay vào khỏi tầng thí nghiệm. Ở bên trong thì Tetsuya đã nhìn thấy lão ta, nhưng mà cô ấy hết sức sững sờ khi lần đầu tiên nhìn thấy được một con quái dị dạng mạnh vãi cả trưởng. Cô ấy tự cầm máu của mình bằng thiết bị ở bên trong căn phòng. May mắn, xem ra ở đây không được xem là mối đe dọa. Người cùng với Tetsuya là Kaku. Thế tức là cả hai chúng ta an toàn sao? Con quái thú vừa rồi là đồ ma quỷ gì vậy? Tetsuya tiến lại gần màn hình điều khiển. Cô ấy nói, dựa theo cuộc đối thoại thì có lẽ là một chồng người Latin. Đúng như ta nghĩ, hình dạng biến đổi của họ thật kinh khủng. Kaku bị nhốt trong bóng năng lượng thắc mắc một chuyện. Này, có phải cô bị đá đi rồi không Tetsuya? Ta cũng bắt đầu thấy tội cho cô rồi đấy, vì cô cũng đã phản bội cả bọn ta nữa. Kaku nói như kiểu, người Latin tới đây để cứu hắn, và thật nực cười không biết Thánh Ma xem hắn cũng chẳng khác nào con sâu kiến. Hắn còn cười rung đuôi các kiểu, để thể hiện sự khôn khói và sắp được tự do nữa chứ. Nhưng mà Tetsuya rung lại bẫy, không may là chính ta đã quyết định ở lại, phải có ai đó nhận lấy trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này. Cô ấy dường như đang thao tác một cái thứ gì đó trên công tắc, làm cho Kaku ngạc nhiên. Thế tức là, Tetsuya, chúng ta đã bỏ lại cô ấy. Không, tôi không cho là bậy. Vơm cực sẽ được hạ xuống vào khoảnh khắc mà con thuyền thoát ra. Đó là những lời phía bên ngoài. Các thành viên trong băng mũ rơm trò chuyện với nhau khi họ hay tin vào quyết định của Tetsuya. Edison nói, lệnh vơm cực chỉ có thể thực thi từ phòng chỉ huy, không phải vì biết ơn và an toàn thoát khỏi đây mới là điều đúng đắn cần phải làm để đáp lại ân huệ sao? Năm mươi lưỡng lự. Đúng là chúng ta còn phải cố gắng hết sức thoát khỏi đây. Nhưng mà Robin cũng đánh giá tình hình, thành thật mà nói, không chắc liệu Vegapunk 01 có thể bay qua khoảng cách đó hay không nữa. Dĩ nhiên con robot đã bị phá hủy rồi, và Robin chỉ đang ước chừng và phương tiện thoát khác. Usopp giải thích, đúng vậy Robin ơi, tôi đã tính toán dựa theo cơ học cổ điển, con thuyền chắc chắn 100% đi vào lòng đất luôn. Cái gì? Tiếng ai đó hốt hoảng vang lên. Usopp tiếp, nè, việc chuẩn bị Codibus đã hoàn tất. Sau khi Zoro và mọi người tới đây, ta sẽ làm một cú nhảy vọt sang bên kia. Nhưng mà có vẻ như họ không tới kịp đâu, tôi sẽ cần một sự trợ giúp có thời đó, trông cậy vào mọi người được không vậy? Edison cười, haha, băng của các vị nhộn thật đấy. Và trên hết, tôi yêu sự kiên tâm của mọi người, đó luôn luôn là nguồn gốc của mọi phép màu, ngay cả đối với một khoa học gia như tôi. Vừa nói xong, Edison từ lâm mình xuống dưới hệ thống rào trắng, nó khiến cho Lilith gào lên trong sự bất lực, và cô ấy đã không thể lường trước được tình huống này. Edison nói, tôi sẽ đảm bảo thuyền của mọi người hạ thủy an toàn, cứ tin ở tôi, mô phỏng thiệt hại bên ngoài 78%. Edison! Tiếng gào thét trong vô vọng cùng với những giọt nước mắt, nó đã chấp nhận lấy bản thân của mình để làm vật thử nghiệm. Một vụ nổ ngay khi Edison vừa chạm vào những tia laser, nó vẫn hồ lớn lên. Chúng ta sẽ không chết được đâu, đi nào. Tạm ngắt mọi thứ ở đây, chuyển cảnh xuống phía dưới. Chiến trường xảy ra những biến cố chấn động cả hòn đảo. Đột ngột, có một lực hút cực mạnh hút mọi thứ vào trung tâm của hòn đảo, cỡ cả những con thuyền đang neo đậu bên ngoài. Người tung ra chiêu thức này chính là Thánh Jupiter với chiếc miệng khổng lồ. Rất nhiều thứ bị cuốn vào trong, cỡ cả những lính hải quân đang ở bên ngoài bờ biển, họ đã bị ăn thịt. Còn hai người khổng lồ và Luffy thì đang tháo chạy về phía trước, nhưng mà lực hút đó đã ngăn cản họ lại. Lực hút gì mà kinh hồn thế? Thời này thì không chạy tới trước được rồi. Chúng ta cũng thấy được Luffy cố gắng chạy hết sức bình sinh, tuy nhiên vẫn là vô vọng để chạy thẳng tới. Chạy thẳng không được thì Luffy nảy ra ý tưởng chạy ngang, cậu ta đã nhảy đến một công trình to gần đó để hành động.
Lão đối, thì nắm nghiêng cái tòa nhà này đi nhé. Luffy dậm vào trong tòa nhà khiến cho nó bị gãy ngang. Cậu ta vận lực nâng lên và ném như một ngọn giáo vào ngay tầm bão, chính là cái hầm của Thánh Jupiter. Cấu trúc tòa tháp đã thay đổi cấu hình vòm hầm của vị trưởng lão này khiến cho cơn bão bị chấm dứt. Ăn ngập hầm rồi thì còn sức đâu mà hút với thổi. Luffy và những người khổng lồ đã trở lại đường tẩu thoát. Tuy nhiên giờ đây thì cậu ta đã hết năng lượng rồi. Ngày một dài đi trước mắt của Dory và Rogi, nhưng mà họ vẫn cười đùa cho tình huống này. Dory hỏi: "Hả? Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy mũ rơm? Đột nhiên lại biến thành một ông cụ quế quắp thế?" Luffy đáp: "Tất cả năng lượng tôi có được từ đống thức ăn kia sạch rồi." Rogi nói: "Thức ăn à? Cậu chén được Haka chứ?" "Haka?" Ngay lập tức, họ lấy ra một tảng thịt nặng mùi đưa cho Luffy, và cậu ta trong bối cảnh này chỉ còn nước là đút vào trong mồm của mình cắn rứt mà thôi. Dù vậy cái mùi của nó làm cho Luffy khó chịu. "Má ơi, cái mùi gì mà kinh tới?" Rogi giải thích: "Cả mặt thối đó, thức ăn khẩn cấp của Elbaz gặp pa 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 pa." Ngay khi vừa nuốt xong tảng thịt thì Luffy đã khỏe trở lại lập tức. "Gà, thúi nhưng mà nó giàu năng lượng vãi à." Luffy gầm lên để thể hiện khí thế. "Cơ thể gì mà dễ nuôi vậy? Gà 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 gà." Cậu ta trở lại bình thường rồi. Nhưng mà một luồng kinh lực khác lại ập đến từ phía sau, chính là Thánh Mercury trong dạng heo rừng bốn nanh. Lão hùng hục cán ngã mọi chướng ngại mà tiến đến như một chiếc xe bọc thép. "Chỉnh chỉnh đã đi, con heo rừng khổng lồ đấy." Rogi vừa gào cảnh báo những người khác vừa dứt câu thì Luffy thị uy sức mạnh của mình. "Gitot Gumu Gumuno Redrock!" Luffy bọc lửa vào trong gây bà, phóng bút lên không trung để tung một đòn đấm giống hệt như nã vào trong người của Kaido tại Wano. Cú đấm này tách thẳng vào trong hộp sọ của Thánh Mercury, nhưng lão ta vẫn không cho thấy rằng mình bị đánh bật đi, vẫn còn ngon lành chén. Luffy bỗng nhiên cong người từ từng đợt sóng khiến cho cậu ta ngạc nhiên. Cơn đau ùa đến làm cho bàn tay của Luffy dù được cường hóa Haki vẫn phải biến dị như chạm phải một thứ gì đó cứng không thể nào phá hủy nổi. Lửa trên cánh tay của Luffy vẫn cứ thế mà cháy phần phần, không ngừng la hét: đau quá má ơi!" Còn Thánh Mercury thì vẫn dưỡng dần, đôi mắt của lão ta trở nên nghiêm túc. Tại tầng thí nghiệm bên trên, tiếng la hét thất thanh của Nami vang lên. Họ đang chuẩn bị đối mặt với một trong số năm vị trưởng lão. Và chúng ta nhìn thấy Usopp dương nát của mình lên nhắm vào trong một cái chăn nhện đang đu đưa trên tầng mây cùng với khối bốc lên nghi ngút ở phía sau. Dường như là Satan đã dùng tơ nhện của lão ta tạo thành một lối đi riêng để cho lão lên trên hỗ trợ Thanh Mạc Bema. Tại bờ biển đông bắc, gần tàu của những người khổng lồ và nhóm của bên này đang chiến đấu. Đột ngột một người khổng lồ bị dính với chém, máu bắn lên tung tóe trên cơ thể của ông ấy. Người khổng lồ ngã xuống đất mà không kịp cất lên một tiếng la nào. Trong một khung tranh, chúng ta nhìn thấy Benny, Frankie cùng Atlas chạm mặt với Thánh Venus trong dạng lai của lão ta. Khối thức tỉnh xuất hiện ở phần cổ và khớp của cái chi ngựa trong Thánh Venus cực kỳ ghê rợn, với lưỡi kiếm dính đầy máu nhỏ tóc tóc xuống mặt đất. Bọn họ ngạc nhiên không hề biết được con ác quỷ trước mặt của mình là ai nữa. Trở lại tầng thí nghiệm trong bên Record. "Sao chủ, còn một phút nữa." "Rõ rồi." Ông ta vẫn không ngừng thổi cái tách cà phê cho nguội đi theo những âm thanh mô phỏng. Thánh ma giờ đã trở về dạng người của lão ta, chậm chậm tiến về phía trước. Nó đặt một con sơn chỉ tín hiệu mới được tạo ra từ tiến sĩ Vegabin. "Vậy ra là nó ở đây. Ngươi không có lấy nổi một phần mày Vegabin à?" Nhưng mà lão ta chợt nhận ra có một cái điều gì đó bất ổn và ngước nhìn lên phía trên. Âm thanh của một thứ gì đó giống như chất lỏng phát ra. Kết thúc chapter 1112. Thực sự điều gì đó đang chờ đợi bọn họ đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích và dự đoán trong các video sau nha. Lưu ý là tuần tới chuyện vẫn có. Cảm ơn anh em đã dành ra chút thời gian quý báu của bản thân để xem video ủng hộ cho mình. Vậy thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha.